Đây là bức tường ở nhà tù. Mình lại gần để mình coi bức tường cao cỡ nào. Tường cao cỡ này sao mấy anh em có thể thoát khỏi. Trời ơi, cao lắm. Cao cao này là cũng hơn 2 mét rồi, trên được gắn miễn chai rồi kẽm gai nữa, ai mà leo ra cho nổi. Vô đây chắc là dính luôn rồi, không thể nào thoát nổi.